Nhu cầu làm đẹp của con người hiện nay càng được chú trọng hơn, chính vì vậy mà nhiều chị em khá lo lắng khi sử dụng mỹ phẩm, khó khăn trong việc phân biệt đâu là kem chính hãng, đâu là kem trộn. Trong đó, dòng kem Sindotot được đông đảo chị em biết đến, nhưng nhiều người vẫn băn khoăn liệu Sindotot có phải kem trộn không, có tốt không? Và để biết thực hư về kem Sindotot, như thế nào thì hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp đi tìm hiểu trong video dưới đây nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt kem chuyển trắng Sindotot mang đến rất nhiều công dụng tuyệt vời và hiệu quả nhanh chóng đối với làn da vì vậy không ít người lo ngại sản phẩm này là kem trộn. tuy nhiên, kem chuyển trắng Sindotot hoàn toàn không phải là kem trộn đâu nhé. vì bởi Sindotot là sản phẩm của công ty Cimeditham, là một công ty sản xuất mỹ phẩm nổi tiếng luôn cho ra những sản phẩm làm đẹp, chăm sóc da chất lượng và an toàn nhất cho làn da. đồng thời, em kem này có bảng thành phần vô cùng lành tính cho da với chất xuất từ các loại thảo dược quý hiếm như dễ cây cưỡi ngựa, nấm linh chi, hà thủ ô, vừng đen, cây mẫu đơn, đương quy, cam thảo, sâm cổ hoàng kim, cây diên bạch vân vân hơn hết sản phẩm sindotot chính hãng không chứa bất cứ thành phần hóa học chất kích trắng độc hại cho da những thành phần có trong sản phẩm đều được kiểm soát nghiêm ngặt bởi bệnh viện da liễu hàng đầu tại hàn quốc các thành phần tự nhiên đều đạt tiêu chuẩn kfda và được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng do đó sindotot có phải kem trộn hay không có lẽ mọi người đã có câu trả lời tuy nhiên mọi người cũng nên biết rằng sindotot chính hãng không phải kem trộn nhưng một số hàng trôi nổi mạo danh sindotot thì chắc chắn khó tránh khỏi chứa những thành phần độc hại cho da nhé Kem truyền trắng đô Dot White cream hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp của mình cũng có bán kem đô tốt hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.